Trọng điểm chiến lược phát triển của Oppo những năm gần đây, Oppo ghi nhận sức tăng trưởng mạnh ở thị trường APAC. Tại Việt Nam, Oppo đứng thứ hai với số lượng máy bán ra tăng nhanh so với cùng kỳ năm trước. Nhờ cụ thể hóa mục tiêu cung cấp trải nghiệm khác biệt cho khách hàng ở mức giá được đo lường để số đông người dùng có thể tiếp cận được, hãng đưa ra các sản phẩm tích hợp công nghệ độc quyền như sạc nhanh VOOC. Bên cạnh đó, dịch vụ chăm sóc khách hàng trước khi mua và hậu mãi được chú trọng đầu tư. Tại Việt Nam, Cửa hàng Oppo 3.0 đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục nâng cấp mở rộng ra các thành phố lớn khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng trong năm 2020. Các cửa hàng 3.0 này chia rõ khu trưng bày sản phẩm, phụ kiện, tư vấn và chăm sóc khách hàng, đảm bảo sự hài lòng, giải quyết vấn đề kịp thời. Dự kiến đến hết năm 2020, Oppo bổ sung thêm 10 cửa hàng mới tại các trung tâm mua sắm lớn. Ở Bangkok, Oppo khai trương Super Flagship Store tại Malaysia, hãng cũng có Flagship Store đây là những cửa hàng lớn về kích thước, dịch vụ chuyên nghiệp và hiện đại, được đầu tư từ thiết kế, trưng bày đến các sản phẩm. Những chuỗi cửa hàng xuất hiện dày ở khu vực APAC cùng chế độ bảo hành toàn cầu, dịch vụ theo xu hướng tiêu dùng địa phương cho thấy việc đầu tư nghiên cứu nhu cầu khách hàng của Oppo để tạo ra thay đổi tích cực cho thị trường smartphone, cung cấp trải nghiệm mới mẻ. Oppo nghiên cứu sâu về công nghệ và người dùng, sự ra mắt của trung tâm chiến lược APAC tại Kuala Lumpur đánh dấu bước tiến mới của việc nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ, làm điểm tựa để chinh phục thị trường thế giới.